Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trương Trọng Kiên, Những kỷ niệm đời quân ngũ. Lời nói đầu, tôi đang viết một truyện ngắn liên quan đến đời quân ngũ, thì nhận được phone của một chiến hữu cùng đơn vị, Thượng sĩ Vinh, thường gọi là Vinh Đầu Bạc. Anh Vinh vừa đọc một truyện ký của tôi mang tên Đón Xưng Nơi Tiền Đồn. Do đó anh muốn tôi viết tiếp về những tháng ngày tiểu đoàn 11 chúng tôi hành quân ở vùng Bồng Sơn Tam Quang. Sẵn dàng khung của câu chuyện cũng liên quan tới khu vực này, tôi gọi cho một chiến hữu khác là Đại quý Trần Cao Chánh để hỏi thêm về một số sự kiện. Viết ký đòi hỏi tình hình chính xác, bởi đây là tường thuật lại những vụ việc khác với viết truyện. Cứ thoải mái phiệu ra, miễn là đừng bốc cái tôi lên quá, để người đọc khỏi hiểu lầm rằng đang tự sướng như một huynh trưởng khác từng làm. Sau khi ra trường, tôi được về tiểu đoàn 11 biệt động quân thuộc liên đoàn 2 biệt động quân hậu cứ ở biển Hồ, Pleiku. Liên đoàn 2 biệt động quân khi đó là lực lượng tiếp ứng vùng, nghĩa là nơi nào chiến sự cần chuyển quân nhanh thì liên đoàn 2 được đưa tới tăng cường, chẳng kể là cho tiểu khu hay chi khu hoặc trung đoàn, sư đoàn. Trong bốn vùng chiến thuật, vùng 2 có lẽ là rộng nhất, với 12 tỉnh, nhưng lại có tới 7 tỉnh trên cao nguyên và 5 tỉnh dưới đồng bằng. Cao nguyên vùng 2 lại giáp với Lào và Miên, từ Công Tôm Pleiku qua Phú Bổn, Ban Mây thuộc tới Quảng Đức, đều là cửa ngõ xâm nhập của cộng quân vào chiến trường miền Nam. Qua những hành lang nối đường mòn Hồ Chí Minh dọc theo biên giới Lào, Việt, Miên, chúng chuyển quân đội vũ khí tiếp liệu để bắn giết đồng bào chúng dưới danh nghĩa chiến tranh giải phóng dân tộc, mà Công Tâm chính là một địa bàn quan trọng nhất. Công Tâm cũng còn là một khu vực rất đặc biệt nữa, được gọi là ngã ba biên giới. Nơi đây là một ngọn đồi không cao lắm, nằm phía tây bắc cách thành phố Công Tâm chừng 80 cây số, cách trại Benhet của tiểu đoàn 95 biệt động quân khoảng 8 cây số về hướng tây. Chiến trường càng sôi động, càng khốc liệt, thì những đơn vị tiếp ứng chúng tôi càng bận rộn, càng vất vả. Từ cuối năm 1971, với ý đồ chiếm lĩnh khu vực quan trọng này, cộng quân đã âm thầm điều động lực lượng đến đây để chuẩn bị trận chiến mùa hè năm 1972. Khởi sự với trận Poleclang. Poleclang là một làng người thượng nằm về hướng tây bắc thành phố Công Tâm, cách thị xã khoảng 30 cây số, do tiểu đoàn 62 biệt động quân biên phòng trấn đóng. Trước đây là một căn cứ biệt kích dân sự chiến đấu do người Mỹ xây dựng. Sát ngay trại có một phi trường dã chiến lắc bằng những tấm PSP. Những công sự trong trại rất kiên cố, nhất là hệ thống giao thông hào và những băng cờ phòng thủ chung quanh trại. Việt Cộng đã huy động cả một trung đoàn với toan tính làm cỏ khu vực này. Chúng liên tục pháo kích, cô lập trại với bên ngoài. Đường bộ không sử dụng được, buộc quân đoàn 2 phải lập cầu không vận trực thăng để tiếp tế vũ khí và nhu yếu phẩm trong nhiều ngày. Ngày 23 tháng 11 năm 1972, tiểu đoàn 11 biệt động quân được điều động vô chiến trường. Khi phi tuần B-52 đánh trúng ngay vị trí của trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 320 của Việt Cộng, khi trực thăng đưa chúng tôi vào vùng, từ trên không tôi đã nhìn thấy những dấu tích tàn phá của B-52, đó là một vùng chiều dài khoảng 2 cây số và chiều rộng chừng 500 mét, cây cối bị đốn rạp, rất nhiều những hố bom chi chít tạo nên khoảng trống gần như trần trụi. Đáp xuống mặt đất, chúng tôi bắt đầu phát giác những dấu vết của cộng quân với xác chết và băng cứu thương la liệt. Qua một con suối cạn, chúng tôi khám phá ra vị trí đóng quân của bộ chỉ huy trung đoàn địch. Sau một thân cây lớn bị đốn ngã là một hang núi khá lớn, lộ ra chính là bệnh xá dạ chiến của trung đoàn này. Những thương bệnh binh Việt Cộng chưa kịp di chuyển bị chúng tôi bắt làm tù binh. Trong đó có một nhân vật khá quan trọng mà sau chúng tôi mới biết được là một chính ủy Việt Cộng. Áp lực địch đương nhiên biến mất và trại Poleclang được giải tỏa. Chúng tôi rời vùng và chuyển lên phía bắc gần Tân Cảnh.
cũng bắt đầu chịu áp lực của cộng quân. Qua những chuyến bay quan sát, chúng tôi khám phá địch quân đang thiết lập sạn đạo. Đó là những con đường được lót bằng cây rừng, qua những khu vực đầm lầy hoặc qua suối. Những tin tức quý giá này giúp các nhà hoạch định chiến lược xác định rằng địch đang chuẩn bị mang chiến xa vào chiến trường. Và quả thật, chỉ từ mùa hè năm 1972, trên chiến trường và sau đó là trên các báo chí, các phương tiện truyền thông, miền Nam Việt Nam mới được nghe nói về T-54, PT-76, đồng thời với những khẩu đại pháo 130 ly. Những khám phá đầu tiên này trên vùng 2, do chính những trinh sát biệt động quân của chúng tôi thu thập và báo cáo về. Chỉ tiếc rằng lúc đó, máy chụp hình rất quý, rất hiếm, rất mắc tiền, nên những đơn vị tác chiến chúng tôi không được trang bị, và vì thế chúng tôi không thể có một tấm hình nào. Các cố vấn Mỹ của tiểu đoàn lúc đó cũng rất tiếc vì họ không phải là những người đầu tiên chụp được hình và cung cấp cho các cơ quan truyền thông. Ăn Tết tại Công Tâm xong, chúng tôi được tăng phái cho lữ đoàn 2 dù mới từ Sài Gòn chuyển ra. Ngày 22 tháng 4 năm 1972, chúng tôi được trực thăng vận lên đỉnh 1049, còn có tên là căn cứ Delta, để hoán chuyển cho tiểu đoàn 11 dù đang trấn thủ tại đây. Căn cứ này do công binh dù kiến tạo rất kiên cố, những hầm lớn được làm từ những tấm PSP, các đà ngang là những cây trụ điện đường kính cả nửa thước, phía trên khoảng từ 7 tới 15 lớp bao cát, có hầm xếp tới 2 tầng lớp bao cát. Có lẽ do biết chắc cộng quân sẽ dùng đại pháo và hỏa tiễn 122 ly, nên họ phải làm hầm kiên cố như vậy. Quả nhiên, đang bàn giao chúng tôi nhận được hàng loạt pháo từ Tân Cảnh bắn tới. Tân Cảnh lúc này đã bị cộng quân chiếm từ hơn nửa tháng trước. Đây là một căn cứ hỏa lực khá lớn của Trung đoàn 42 thuộc Sư đoàn 22 Bộ binh, có đủ hai loại pháo 105 và 155 ly, còn đạn dược có lẽ rất nhiều. Sau khi chiếm được căn cứ này, bọn cộng quân dùng chính vũ khí của ta nã lên đầu mình. Có lẽ các tiểu đoàn dù là những đơn vị đầu tiên lãnh nhận những hậu quả này. Tiểu đoàn 11 biệt động quân chỉ để lại một đại đội giữ căn cứ này, một đại đội giữ căn cứ Yankee. Phía sau còn đại đội 2 của Trung úy Huỳnh Trọng Hà và đại đội 4 của Trung úy Trần Cao Chánh lại được tăng phái cho chính tiểu đoàn 11 dù giữ căn cứ Trạc Ly. Khi Trạc Ly thất thủ, chính đại đội 4 của Trung úy Chánh đã đón được 6 binh sĩ dù chạy đến. Trung úy Chánh đã báo cáo cho Bộ Chỉ huy dù, nên họ đã yêu cầu dọn bãi đáp trực thăng để đưa về. Trong suốt 22 ngày đêm phối hợp với lữ đoàn 2 dù, thương vong của tiểu đoàn 11 biệt động quân là một sự kiện đáng nói. Khi vào vùng với dù, quân số là 677 người, vậy mà khi rút ra chỉ còn lại hơn 300, hơn một nửa, nếu không bỏ mạng thì cũng để lại một phần thân thể tại chiến trường. Hàng ngày trên các báo cáo gửi ban ba lữ đoàn 2 dù, chúng tôi báo cáo đầy đủ. Lúc đó, do đại quý Nguyễn Trọng Nghi khóa 20 võ bị làm trưởng ban. Cũng cần nói thêm, trong tất cả các thiên phóng sự chiến trường, vai trò của tiểu đoàn 11 biệt động quân trong mặt trận tại căn cứ Trạc Ly vào tháng 4 năm 72 hoàn toàn không được nhắc tới. Dường như tiểu đoàn 11 biệt động quân không hề hiện diện trong trận đánh này. Phải chăng lỗi lầm lớn nhất của biệt động quân là đã không có đến nổi một phóng viên chiến trường nổi tiếng cho riêng binh chủng của mình? Sau khi cùng các đơn vị bạn đẩy lui được cuộc tổng tấn công mùa hè đỏ lửa ở mặt trận Công Tâm và bàn giao chiến địa lại cho Sư đoàn 23 Bộ binh, lữ đoàn 2 dù được rút ra vùng 1 tăng cường cho Sư đoàn Thủy quân lục chiến tại Cổ Thành, Quảng Trị. Tiểu đoàn 11 biệt động quân cũng được trả về lại Pleiku vào tháng 6 năm 72, nghỉ ngơi ít ngày để bổ sung quân số và chiến cụ, rồi lại cùng liên đoàn 2 biệt động quân tăng cường cho mặt trận Tam Quan Bồng Sơn thuộc tỉnh Bình Định. Nói đến Bình Định vào những năm trước 75, hầu hết mọi người nghĩ đến đây là vùng đất của Việt Cộng. Quả thật, ở những vùng nông thôn hẻo lánh như ở đây, nhà nào cũng có thân nhân tập kết hoặc mất tích. Dĩ nhiên tất cả đều là đàn ông,
Còn phụ nữ thì dù có đi làm giao liên hay có đi du kích cũng không bị chính quyền địa phương quan tâm lắm, bởi câu trả lời khá dễ dàng, em đi lấy chồng hoặc em đi theo trai rồi, vậy là xong. Chẳng ai thắc mắc lấy chồng người địa phương nào sao không làm hôn thú vân vân. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khi đó không muốn bị mang tiếng là hà hiếp khắt khe với dân chúng quá, nên chỉ trừ khi bị buộc phải điều tra, còn thì các cán bộ địa phương luôn luôn du di xầy xòa cho xong việc. Đây chính là những sơ hở chết người của chế độ, tạo thêm điều kiện để bọn Việt Cộng dễ bày xâm nhập hoặc cày người. Tháng 4 năm 1972, trong khi tỉnh Kon Tum trên cao nguyên bị hai sư đoàn chính quy và 2-3 trung đoàn độc lập của Cộng quân Bắc Việt đánh phá, căn cứ Tân Cảnh thuộc vùng trung đoàn 47 bộ binh của sư đoàn 22 bộ binh bị mất vào tay Cộng quân, thì dưới đồng bằng căn cứ Đệ Đức thuộc trung đoàn 41 bộ binh, sư đoàn 22 bộ binh tỉnh Bình Định bị nội tuyến và đặc công Việt Cộng đánh phá tơi bời. Tuy căn cứ không bị thất thủ như Tân Cảnh, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Nhiều khẩu pháo 105, 155 và cả chiến xa thiết vận xa và nhiều loại quân xa máy móc thiết bị truyền tin bị Cộng quân phá hủy. Đại Đức là một căn cứ quan trọng nằm ngay trên quốc lộ số 1, cách thị trấn Bồng Sơn chừng 1 cây số và cách tỉnh lỵ Quy Nhơn chừng 60 cây số. Từ đây đi về hướng bắc chừng hơn 20 cây số nữa là tới ranh giới với tỉnh Quảng Ngãi. Trung đoàn 41 bộ binh phụ trách một khu vực khá rộng lớn, bao gồm toàn bộ quận Hoài Nhơn, Hoài Ân và An Lão. Trong đó An Lão là một cái gai nhức nhối, vì đó chính là mật khu của Việt Cộng. Do địa thế núi đồi trùng điệp, nên quân ta và cả sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàng đã nhiều lần hành quân càn quét, vẫn không hoàn toàn bình định được. Vào tháng 6 năm 1972, an ninh khu vực này vẫn không có gì khả quan lắm. Bọn Việt Cộng tuy không dám mở những cuộc tấn công quy mô như ở Kon Tum, Quảng Trị, Bình Long, nhưng chúng luôn luôn gây quấy nhiễu bằng những trận đánh lẻ, mục đích cầm chân sư đoàn 22 dưới đồng bằng. Với chiến thuật này, Việt Cộng coi như tạm thành công. Hai trung đoàn 40 và 41 bị cầm chân trong các căn cứ, biến lực lượng di động trở thành những đơn vị cố định như địa phương quân và nghĩa quân. Không chỉ bị cầm chân, các đơn vị bộ binh này thường bị dính những trận tấn công tiêu hao bằng đủ mọi loại chiến thuật, từ công đồn đã viện phục kích. Đó là lý do để quân đoàn 2 phải điều động lực lượng tinh nhuệ nhất, những đứa con cưng của quân đoàn xuống tiếp cứu và đánh dẹp. Những chuyến C-130 cất cánh từ phi trường Cù Hanh, Pleiku, đưa đoàn quân trang phục rằng ri chúng tôi đáp xuống phi trường Phù Cát, Bình Định. Từ đây chúng tôi phải di chuyển về hướng bắc thêm 25 cây số nữa mới tới Bồng Sơn để bắt tay với sư đoàn 22 bộ binh. Mặc dù Bình Định là một tỉnh đồng bằng, nhưng thực ra chỉ có phía đông quốc lộ 1, phần giáp với biển là đồng bằng thôi. Còn phía tây cũng là những đồi núi. Càng vào sâu vào xa, đồi núi càng cao càng hiểm trở, và các mật khu Việt Cộng thường ở đó. Những trận chiến ác liệt mà đơn vị tôi đụng độ với Cộng quân cũng thuộc khu vực này. Tiểu đoàn tôi di chuyển theo tỉnh lộ 634, tiến về phía tây. Con đường này có lẽ trước đây có tráng nhựa, nhưng do lâu năm không được tu sửa lại, bị đám xe ve chở cây tàn phá, nên giờ đây chỗ nào còn tốt thì giữ được một lớp đá trên mặt, còn thì trơ đất, ổ trâu ổ gà đầy khắp nơi. Chúng tôi nhận ra nó là tỉnh lộ chỉ hoàn toàn nhờ bản đồ và những dấu tích còn lại của một con đường. Thỉnh thoảng một chiếc xe cơ giới chạy qua như muốn giới thiệu nền văn minh, còn thì toàn xe thổ mộ do trâu bò kéo. Cũng có khá nhiều xe đạp được chế biến thêm để có thể thầu hàng hóa. Những xóm làng chúng tôi đi qua đều trong tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, đã gần qua 3/4 của thế kỷ 20, nhưng vùng này ánh sáng đèn điện chưa được rọi tới, nhà cửa hầu như toàn bộ là nhà tranh vách đất trống hoác, tài sản cũng chẳng có gì, dân ở đây vẫn giã gạo bằng cối đá với những cái chài dài cả 2 thước.
đâu nhà có cối giả bằng chày đạp chân, và thỉnh thoảng bắt gặp một cái cối xây đắp bằng đất, ngoài là tre cật. Họ có thói quen gạo ăn ngày nào giả ngày đó chứ không trữ gạo, và hầu hết đều ăn đậu khoai mì khô. Nghề chính của dân ở đây là làm rẫy, nhưng theo kiểu người Kinh, nghĩa là làm ruộng cao, khác với cách làm rẫy của người thượng trên cao nguyên. Ruộng của họ cũng được cày cuốc bừa cẩn thận trước khi gieo hạt. Ngoài ra còn thêm một nghề phụ nữa là đống củi. Ra khỏi xóm làng chừng vài ba cây số là rừng, nhưng chỉ toàn những cây con, còn những cây gỗ lớn đã bị khai thác từ thuở nào đó rồi. Họ đống củi cũng chỉ bằng những cây rựa, cây triều giống như cha ông của họ đã làm từ trước, hoặc nếu gặp cây to thì cũng dùng những lưỡi cưa tay cá mập do hai người kéo. Mặc dù lúc này người Mỹ đã mang vô miền Nam rất nhiều cưa máy loại nhỏ cho một người sử dụng, chính phủ cũng đã nhập rất nhiều loại cưa như vậy của các nước khác như Pháp, Đức, Đài Loan hoặc Nhật Bản, nhưng họ không hề biết đến, có lẽ vì quá nghèo chăng. Tên các máy cày như John Deere hoặc Kubota đã trở nên quá quen thuộc với nhà nông. Các loại máy nổ Cooler 5, Cooler 7 cũng đã thay người bơm nước vào ruộng hoặc thay máy chèo với các máy đuôi tôm gắn phía sau, lướt sóng rẽ nước ào ào. Vậy mà nông dân ở đây vẫn sinh hoạt theo kiểu bán khai của đầu thế kỷ. Sau này khi tìm hiểu kỹ lưỡng, chúng tôi mới té ngỡ ra rằng, mặc dù trong nhà có người tập kết hoặc được móc nối vô bưng, nhưng người dân ở đây hoàn toàn không muốn sắm sửa cái gì, bởi họ không muốn bị cống hiến cho cách mạng. Nhà nào có máy móc, có công cụ sản xuất hiện đại, thậm chí là cái radio, cái đồng hồ đeo tai, cũng được cán bộ chiếu cố tận tình để yêu cầu đóng góp cho cách mạng. Thực ra bọn chúng cố tình để những người nông dân chất phát vào cảnh khốn cùng, rồi tuyên truyền rằng đó là hậu quả do chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, và chúng mới là người giải phóng nhân dân khỏi vòng kềm kẹp đó. Những người dân cúi đầu trước áp lực của họng súng, của mã tấu lưỡi lê, nên không dám phản kháng. Nhưng họ cũng nhận thấy sự phi lý sau những lời tuyên truyền đường mật, nên họ luôn chạy về hướng ta nhờ che chở. Phía chính quyền cũng biết rõ điều đó, nhưng khả năng bảo vệ dân có hạn, không thể gom dân vào một chỗ như kiểu ấp chiến lược thời đệ nhất Cộng Hòa, mà để dân sống thoải mái thì lại không đủ lực lượng để bảo vệ. Từ quốc lộ 1 đi vô, tỉnh lộ 634 dài khoảng hơn 15 cây số, cuối con đường là hồ nước Hội Sơn khá lớn, thuộc xã Phú Ninh. Hồ này là một vùng đất trũng giữa những đồi thấp chung quanh, dài khoảng hơn 3 cây số và ngang chừng nửa cây số. Ba mặt còn là những ngọn đồi cao, chưa tới 100 mét. Cư dân chỉ sinh sống ở phía nam của hồ. Những ngọn đồi này cũng thoai thoải, ít đá và còn rất nhiều cây rừng. Nhờ vậy mà đám lính cao nguyên chúng tôi đỡ khổ vì sự khác biệt khí hậu, khác với Pleiku buổi chiều quanh năm mùa đông. Nơi đây dưới đồng bằng, 10 giờ đêm cũng còn nóng rát da, nhất là hè. Gió thổi từ hướng nào cũng mang đến những cái nóng ghê hồn. Gió từ biển, nóng, gió từ lục địa, càng nóng. Chính vì thế khi di chuyển trong rừng cây, chúng tôi lấy lại được phong độ, vì rừng cây ngoài bóng mát còn là người bạn che chở bảo vệ. Người lính trên cao nguyên luôn biết cách di chuyển, dù luồn lách qua những chướng ngại vật, nhưng họ luôn giữ đúng hướng di chuyển. Núi đồi khu vực này tương đối thấp và thoai thoải, ít dốc nên di chuyển dễ dàng. Mặc dù vậy, đề phòng những cạm bẫy mà bọn du kích cộng quân thường dùng, chúng tôi cũng phải quan sát rất cẩn thận, do đó tốc độ tiến quân không nhanh. Chiều hôm sau, rời khỏi những cánh rừng, chúng tôi cũng đã ra đến xã Nghĩa Điền, một xã hẻo lánh trong vùng núi non, mà ngay cả trung tâm cũng chưa tới 50 nóc nhà. Trụ sở xã là một căn nhà gạch có hàng rào cũng bằng gạch quét vôi trắng. Phía trước có một cổng chào, trên có bảng hiệu, tấm bảng loang lổ nhiều chỗ tróc sơn, chứng tỏ đã khá lâu không tu sửa. Dĩ nhiên cũng có một trụ cờ quốc gia, mặc dù không cao lắm. Xã không có trường học, cũng chẳng có bệnh xá và cũng chẳng có chợ.
tất cả đều tập trung tại xã Bình Sơn phía trên. Tuy vậy xã này cũng chẳng sầm uất gì, chỉ hơn được là có vài quán cóc bán rượu đế và thuốc rê. Dân ở đây cũng chưa có ý niệm gì về cà phê. Tuy họ có được nghe nói hoặc có được thưởng thức khi đi chợ quận, còn thì họ không bán hoặc không biết pha chế, ngay cả thuốc điếu, thì Melia Basto là đã quá sang rồi, còn Ruby cấp tăng thì cũng chẳng ai đủ tiền để hút. Đóng trong vùng này 3 ngày, chúng tôi cho quân lục soát chung quanh khu vực, trong tầm kiểm soát của súng cối 81 ly. Cái khó cho chúng tôi là đơn vị không nằm trong tầm yểm trợ của pháo binh, bởi địa bàn quá lớn, địch quân không lường được, vì chúng nghĩ những đơn vị rằng tri, ắt hẳn hỏa lực phải hùng hậu ghê lắm. Nhưng chính những cây súng cối lại yểm trợ rất đắc lực, vì các trận đụng độ cấp số địch quân cũng không lớn. Từ tỉnh lộ 630 chích hướng đông bắc, rồi đổi lên hướng bắc, để nối vào tỉnh lộ 629. Chúng tôi đã ở sau lưng căn cứ Đệ Đức. Đây là một khu đồng bằng hẹp, xóm làng tương đối đông đúc. Điều đặc biệt là có khá nhiều thánh thất cao đài tại hầu hết các làng. Đình miếu trong khu vực này hầu như không mấy khi thấy, mà nếu có thì biết làng đó không theo đạo cao đài. Những làng cao đài tương đối an ninh, vì tín hữu cao đài luôn chống cộng. Trong những làng cao đài, họ tổ chức khá ngăn nắp, đường phố sạch sẽ, nhà cửa cũng khang trang hơn, có nhiều nhà gạch nhà ngói, hoặc ít ra thì cũng mấy tôn, thỉnh thoảng cũng thấy vài ba cây anten tivi cao ngất ngưỡng. Mặc dù đài tivi của thị xã Quy Nhơn chỉ tiếp vận đài Sài Gòn, nhưng như vậy cũng đủ thấy ánh sáng văn minh khác hẳn với vùng chúng tôi vừa qua trước đó một tuần. Trong lúc tiểu đoàn chúng tôi nhậu cái gai phía sau lưng cho trung đoàn 41 bộ binh, thì liên đoàn 2 biệt động quân đã kéo lên phía bắc và lập căn cứ ngay tại thị trấn Tam Quan. Đây là một khu vực sầm uất, dọc theo quốc lộ 1 dài chừng hơn 2 cây số và ngang cũng khoảng 500 mét. Nhà cửa xây dựng khang trang, những nhà mặt phố đúc bê tông cốt thép cao 2-3 tầng, cửa sắt kéo, không khác các thành phố lớn. Thị trấn có nhà máy phát điện cung cấp điện 24/24 và có đủ mọi tiện nghi công cộng. Căn cứ của Liên đoàn 2 biệt động quân nằm sâu phía tây bên trong quốc lộ 1 chừng 100 mét. Có một pháo đội hỗn hợp 105 ly và 155 ly, cộng thêm một chi đội thiết giáp M41. Về phía tây chừng 10 cây số là các ổ Việt Cộng ở các xã Tuy An, Hoài Châu, Hoài Hảo. Và xa thêm chừng 5 cây số nữa chính là mật khu An Lão. Liên đoàn 2 biệt động quân lập căn cứ ở đây chính là nhắm bình định khu vực này. Tiểu đoàn chúng tôi tiếp tục theo tỉnh lộ 629 tiến lên phía bắc để phối hợp với liên đoàn. Lúc này chúng tôi ở ngay sát cạnh mật khu An Lão rồi. Vùng núi này cũng không lấy gì cao và khu vực chung quanh cũng chẳng thấy gì là hiểm trở. Nhưng dọc theo tỉnh lộ chúng tôi đã thấy chi chích hố bom trên các sườn đồi. Dấu tích chiến trận còn bỏ lại bên các xác chiến xa, các GMC hoặc thiết vận xa M113 nằm dọc hai bên đường. Phần thứ nhất đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.